Xin chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh mua bán xe cũ. Ngày hôm nay Vạn Lộc Auto xin giới thiệu tới anh chị và các bạn chiếc xe Lexus GX460 bản Premium Full Option, sản xuất vào năm 2010. Xe được mang tên cá nhân biển Hà Nội, được trang bị ngoại thất màu đen và nội thất màu kem sang trọng. Sau 11 năm sử dụng, xe vẫn bền bỉ theo năm tháng do được chủ nhân chăm sóc rất cẩn thận và kỹ lưỡng nên chất xe vẫn còn rất đẹp. Là một mẫu SUV 7 chỗ với ngoại hình bề thế và mạnh mẽ, sau 11 năm xe vẫn giữ được sự sang trọng vốn có. Lưới tản nhiệt hình thang với các thanh nan mạ chrome vẫn còn sáng bóng. Logo Lexus đặt ở vị trí trung tâm. Phía trước ba đầu sốc, xe được trang bị 4 cảm biến tiến. Hệ thống đèn trước xenon với thiết kế to bản, phần nhựa vẫn còn rất trong và mới. Bên dưới là được trang bị hệ thống rửa đèn. Sang bên hông, bộ mâm 6 cánh màu bạc vẫn còn khá mới, đi cùng với bộ lốp Bridgestone 18 inch trông rất khỏe khoắn. Gương chiếu hậu gập và chỉnh điện. Nước sơn từ năm 2010 vẫn còn rất đẹp do chủ nhân đi rất giữ gìn. Các thanh nan mạ chrome vẫn còn sáng bóng, nổi bật phần thân xe. Tiến ra phía sau, cụm đèn hậu trang bị LED, cửa kính sau có thể mở lật lên giúp cho việc lấy đồ rất dễ dàng, hoặc mở ngang. Khi gập hàng ghế thứ 3, chúng ta sẽ có khoang sau rất rộng rãi và thoải mái cho việc chứa đồ và xếp hàng hóa khi cần. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng khám phá đến khoang nội thất của chiếc xe này. Là một chiếc SUV hạng sang, GX460 được làm từ các vật liệu cực tốt, cực bền và tinh tế. Không gian tĩnh lặng, êm ái, cách âm vô cùng tuyệt vời. Trước mắt anh chị là và các bạn là khoang nội thất nguyên bản của chiếc GX460 đời 2010. Chất liệu da cao cấp, kết hợp với những chi tiết được trang trí gỗ tinh tế và vẫn còn rất mới và đẹp. Keo chỉ trên tắt ly cửa vẫn còn nguyên bản. Các chi tiết từ da, nhựa, mạ chrome vẫn còn khá đẹp. Bề mặt ghế da vẫn còn căng và khá đẹp. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng và nhớ 2 vị trí và có chức năng sấy sửa ghế. Xe trang bị bề tì tay, phía dưới là học được đồ. Hàng ghế thứ hai có không gian rất rộng rãi cho 3 người lớn, có chức năng sưởi, có thể trượt lên phía trước tạo thuận tiện cho người ra vào hàng ghế sau. Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau với 2 màn hình gối đầu DVD. Hàng ghế thứ ba, 2 người lớn vẫn có thể ngồi thoải mái và có tính năng gập điện. Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, tạo ra không gian thoải mái nhất cho tất cả các hành khách trên xe. Hệ thống giải trí với màn hình DVD, cửa sổ trời cho không gian thoáng đạt. Xe trang bị chìa khóa thông minh Start-Stop, vô lăng mộc da ốp gỗ điều chỉnh 4 hướng kèm chức năng sưởi. Hệ thống âm thanh cao cấp loa Max Levision, kết nối radio USB Bluetooth. Chiếc xe vẫn hoạt động rất ổn định, êm ái và yên tĩnh khi ngồi trong cabin. Nhiều chức năng an toàn được trang bị trên xe như các chế độ vận hành Sport, Comfort, Normal, túi khí an toàn và rất nhiều những cái tính năng cao cấp khác. Lexus GX460 2010 được trang bị động cơ V8 4.6 đi cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian cho công suất cực đại lên đến 301 mã lực và mô men xoắn 329 Nm. Tôi sẽ mở nắp capo lên để cho anh chị và các bạn có thể tham quan chi tiết, tất cả các chi tiết của động cơ. Camera sẽ quay chi tiết để anh chị và các bạn có thể thấy được rằng khối động cơ vẫn còn nguyên bản của chiếc xe.
từ keo chỉ vẫn còn nguyên vẹn, các chi tiết ốc không có dấu hiệu tháo lắp, tán đinh vẫn còn tròn nguyên, khu vực dàn đầu và khung xương còn nguyên trạng, hệ thống đèn pha chưa có dấu hiệu bị nứt hay va chạm, những con ốc hay bu lông để bắt chân máy vẫn nguyên bản. Vạn Lộc Auto cam kết tất cả những mẫu xe mà chúng tôi bán ra đều không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản, bảo test hãng, check hãng toàn quốc. Để đặt hàng và sở hữu chiếc xe Lexus GX460 năm 2010 bản Premium Full Option cao cấp của Vạn Lộc Auto thì anh chị và các bạn hãy đến với Salon ô tô Vạn Lộc tại địa chỉ 19A Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe và trải nghiệm sản phẩm. Chúng tôi sẽ có giá tốt nhất dành cho anh chị và các bạn nào nhiệt tình. Và hiện tại mức giá đang được chào bán cho chiếc Lexus GX460 2010 là 1 tỷ 950 triệu đồng, có thương lượng dành cho anh chị và các bạn nào thiện chí. Cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Vạn Lộc Auto. Và đừng quên bấm like, đăng ký kênh, rung chuông để có thể tiếp tục nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.